Chiếu tia laser lên máy bay là cực kỳ nguy hiểm các bạn có biết không. Xin chào cả nhà lại là mình bay cùng Nam đây. Trong clip này là hình ảnh của một người dân ở dưới đất chiếu tia laser lên buồng lái của máy bay và phi công đang rất cố gắng để che chắn cái tia laser đó lại. Có thể với nhiều bạn thì việc chiếu tia laser lên máy bay vào ban đêm chỉ là một hành động trêu đùa, nhưng thực tế thì nó lại rất là nguy hiểm luôn. Khi mà điều khiển máy bay vào ban đêm, đôi mắt của phi công sẽ phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nguồn ánh sáng mạnh để mắt có thể làm quen với bóng tối. Từ đó thì sẽ giúp cho phi công tụi mình dễ dàng nhìn rõ vật thể trong buồng lái và bên ngoài máy bay. Tia laser là loại tia sáng mạnh có mức độ tập trung cao và có thể gây tổn hại đến mắt khi bị chiếu vào. Với các mức độ mạnh của tia laser khác nhau có thể gây hại tới mắt với các mức độ khác nhau nhẹ thì sẽ chỉ bị mù tạm thời cho tới nặng nhất là có thể gây mù vĩnh viễn đối với phi công tụi mình chỉ cần mắt có vấn đề thì sự nghiệp phi công sẽ vĩnh viễn chấm dứt đấy là còn chưa kể đến việc gây uy hiếp an toàn bay khi phi công bị chiếu tia laser vào mắt và không thể thực hiện việc điều khiển máy bay do bị lóa hoặc bị mù tạm thời bản thân mình đã từng gặp hai lần bị người dưới đất chiếu tia laser trong quá trình hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và mình đã ngay lập tức báo cho kiểm soát viên không lưu để có cách xử lý nếu các bạn bị phát hiện chiếu tia laser lên máy bay thì bạn có thể bị phạt với số tiền lên tới 40 triệu đồng đó